Hello anh em, hello. Chào anh em quay trở lại với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em lấy bốn cái rương hiếm và mấy cục lôi thần đồng theo mình là khó lấy. Khó và dễ thì với mỗi người mỗi khác, nên là mình sẽ tính độ khó và dễ như sau để tránh hiểu lầm nha. Dễ là chỉ cần đi tới ngay mặt đất xong nhặt lên, cực kỳ dễ giống như anh em hái quả mâm xôi vậy đó. Trung bình là chỉ cần bay nhảy hay gì đó. Còn khó là cần giải đố ha, cứ thêm bước là thêm khó. Còn giải đố nó khó hay dễ thì mình không tính nha, ok? Mấy cái rương trong này thì là đều do anh em để lại bình luận trong video 5 rương hiếm hôm trước. Rất cảm ơn anh em đã để lại bình luận nha mọi người. Mình sẽ bắt đầu với video tìm 4 rương hiếm trước, sau đó là video tìm lôi thần đồng. Trước khi bắt đầu, mình rất mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Điều này sẽ giúp mình rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Ok, chiến thôi. Ok, cái rương hiếm đầu tiên mình muốn nói đến đó là cái rương văn bản thất lạc. Có 5 vị trí, mình đánh dấu vị trí đầu tiên ở đây này. Ok. Sau đó là vị trí thứ hai ở chỗ gần làng này. Vị trí thứ ba là phía trên này, chỗ gần điểm dịch chuyển. Vị trí thứ tư nằm ở cái chỗ ngã ba này, gần cái bí cảnh. Và cuối cùng là cái rương nó nằm ở đây, ngoài nhà khơi. Thì lúc đầu mình cũng đã đi ra cái rương này rồi nhưng mà mình không tìm thấy. Bây giờ anh em sẽ đến vị trí đầu tiên nha. Cái rương này là do anh em trên Discord để lại bình luận và hướng dẫn mọi người, nên là mình thấy thì mình làm theo. Lúc đầu là mình cũng đã thấy nó đánh dấu ở trên cái trang web bản đồ của MiHoYo rồi, nhưng mà đấy người ta chỉ có hình ảnh của cái đảo hoang thôi, cũng không có cái rương luôn. Cái rương này thì cần anh em đọc mấy cái văn bản thất lạc. Mình nghĩ là trong quá trình thám hiểm thì anh em cũng đã từng thấy những cái văn bản này rồi, nhưng mà anh em chẳng qua là chưa tìm thấy đủ tất cả những cái văn bản thôi. Còn cái thứ tự đọc nó thì mình nghĩ là không quan trọng anh em ạ. Em chỉ cần đọc hết là được. À, ok, đây là cái đầu tiên. Nếu anh em thấy cái vị trí nó có nhanh quá thì anh em hãy tạm dừng video nha mọi người. Cái thứ hai là trên cái thất thiên thần tượng ở đây, mình dịch chuyển đến thất thiên thần tượng. Đó, mình chạy ra cái khu phía bên dưới này. Cái khu này, cái lều này thì nó lại không có quái canh giữ anh em ạ. À, mình đã nếu anh em vẫn thắc mắc về việc có phải đọc theo thứ tự hay không thì theo mình là không nhé, bởi vì là hướng dẫn về vị trí của mấy cái văn bản này có rất nhiều hướng dẫn luôn, và mỗi nơi thì người ta đánh dấu một kiểu, chỗ thì một trên hai dưới, chỗ thì hai trên một ở dưới, và tất cả những người làm theo thì đều có thể lấy được rương, cho nên là cái vị trí thứ tự của nó không quan trọng. Đây là cái vị trí thứ ba, nó ở trên một đoạn xương của thần rắn, và đây nó có một cái phong ấn. Thì ở đây không có cái hoa đảo để mở, mà cái phá cái phong ấn thì lại là mấy cái cục này, mấy cục Rubik này thì nó rất là dễ luôn, anh em xoay theo mặt nào cũng được, bởi vì nó không có link với nhau. Tức là anh em đập cục này thì nó chỉ xoay bản thân nó thôi, nó không xoay theo cục khác nữa. Đây là anh em muốn xoay nó về bất cứ phía nào thì tùy anh em thôi. Cái này là không não luôn anh em ơi, chỉ cần cho nó xoay về một hướng là được. Nhưng mình đang cho xoay về bên này. Sau khi nó giải xong thì cái phong ấn nó sẽ biến mất, và trong này đó có một cái văn bản thất lạc. Anh em nhớ đọc nó nha, không phải chỉ nhìn thấy là được mà đọc nó đâu. Không biết là có trường hợp là anh em nào quên không, chỉ thấy văn bản thất lạc xong quay lưng bỏ đi không? Ok, nhớ đọc nha. Ở đây còn có một cái cuối cùng nữa là ở chỗ ngã ba đây. Thì ở đây có quái canh giữ, anh em cứ chạy theo video là thấy. Ở đây có hai hướng đi xuống cái bến tàu anh ạ. Anh em có thể đi phượt từ chỗ này sang, hay là đi từ chỗ giải đố di sản Orobashi phần 4 ấy. Thì đi cái hướng di sản Orobashi phần 4 đấy thì nó sẽ gần hơn anh em ạ. Nhưng mà nếu mà đi phượt ở đây thì anh em sẽ gặp quái và anh em tấn công thì kiếm được nguyên liệu, tùy anh em thôi. Thế là mình sẽ đọc cái văn bản thất lạc ở đây. Bây giờ mình quyết định là mình sẽ chạy xuống, tại vì cái đi từ hướng đồn bến tàu bên trên đi kìa, thì mình đã đi rồi nên mình đi thử cái đường này xem sao.
ở cái bến tàu thì nó có mấy con samurai canh giữ anh em anh. Đến đoạn này thì đi ra khá là thẳng, còn đoạn đi từ bến tàu thì anh em cần phải quẹo. Đây, để đến cái đảo này thì lúc đầu đến anh em không thấy rương, và lúc đầu mình cũng đến đây, mình cũng lái tàu đến đây. Mình tưởng là phải dùng cái khẩu pháo bắn vào thì nó sẽ hiện ra cái rương, nhưng không phải anh em ạ, không phải nha. Phải đọc cái văn bản xong đi vào đây, đi gần thì nó sẽ hiện ra. Đây. Ok, chúc mừng anh em đã có được cái rương hiếm. Cái rương thứ hai là rương ở dưới kênh Đào Thần, thì ở đây mình đang quay được cái đoạn mình lên cái hạt giống lôi level 17. À, là cây anh đào level 17, còn hạt giống thì nó bảo vệ ở cấp trung. Ở đây anh em khi nhảy xuống thì sẽ thấy có một cái hòn đảo lơ lửng ở đây. Có cục đá lơ lửng ở đây, nó có một cái cây anh đào nó đang ở trên đấy. Nó là cái cây duy nhất có thể mở được cái phong ấn này. Nếu như anh em không để ý thì anh em sẽ bỏ qua nó mất. Và anh em sẽ hỏi là sao em không thấy có cây anh đào nào được mở. Thì đây mình sẽ tạm dừng video một chút để đánh dấu cái cây cho anh em xem. Nhiều khi nó gần ngay trước mắt mà tưởng xa tận chân trời á. Ok, anh em lấy cái hạt giống lôi rồi chạy vào cái phong ấn này là nó sẽ biến mất luôn. Cái này thì lúc đầu là mình cũng thấy rồi nhưng mà mình chưa làm được. Bởi vì lúc đấy là cái level hạt giống của mình nó chỉ có cấp 16. Mình thì cứ làm đến đâu mình hướng dẫn đấy anh em ạ. Mình biết cái gì mình hướng dẫn cái đấy thôi. Ok, anh em đeo kính kỳ vật lên soi mấy con hồ ly trong đây. Nó có hai con anh em soi hết đi. Con ở đằng trước này, có một con đằng sau cái miếu nữa. Xoay xong thì cái rương nó sẽ hiện ra. Ở trong đây còn có cả mảnh câu chuyện của Ybrid. Thì cái mảnh câu chuyện này mình nghĩ là nó chưa có quét đâu anh em ạ. Mình xem tham khảo một số nơi thì cảm giác là chưa có quét. Có lẽ là cái thám hiểm này nó còn có là thêm hai đảo trong phiên bản 2.1 nữa. Mình nghĩ thế. Bởi vì cảm giác kiểu toàn những nơi quan trọng thì xuất hiện cái quyển mảnh câu chuyện này. Ok, rương thứ ba đó là rương dưới đảo Araumi. Anh em dịch chuyển đến đảo Araumi này. Bây giờ mình sẽ lựa chọn cách chạy xuống cái cống, chứ mình không đi xuống cái giếng nha. Bọn này đường nó cũng thẳng nên mình tua này. Anh em chạy đến đây xong rồi nhảy xuống. Trong trường hợp mà anh em chưa mở cái cửa cống thì anh em đi xuống giếng cũng được. Nhưng mà nghĩ chơi đến tầm này mà cái level anh đào của anh em lên đến 17 thì cái chỗ này chắc chắn là mở rồi. Chỗ này rẽ trái nha, rẽ trái nhảy xuống dưới. Mình nghĩ là cái này anh em đã nhìn thấy rồi, chẳng qua là anh em chưa đủ cấp level anh đào để mở thôi. Chạy xuống đây. À, trong trường hợp mà anh em nào đã mở hết mấy cái rương này rồi thì chúc mừng anh em nha. Mình đang hướng dẫn cho anh em nào chưa biết thôi, ok. Chạy vào đây có cái phong ấn thì từ từ đợi này mình rẽ phải, ở đây có cái rương thường. Để cứ lấy đi. Tội gì, mỗi cái rương này thì nó là một cái cục ấy mà. Cục ấn lôi mà, đúng không anh em? Để mở được cái phong ấn kia thì nó có cái cảnh anh đào nó ở trong cái phòng đầu tiên. Nếu mà đi từ trên giếng xuống thì nó sẽ là cái phòng đầu tiên. Còn đây sẽ là phòng thứ ba. Đây, chạy qua cái kết giới này. Rẽ trái là tới cây anh đào. Rẽ phải thì nó có một cái... chung là nhìn khá là nghi ngờ ở đây, mình quẹt thử. Nó cũng chẳng có cái gì. Trong này có cây anh đào này anh em. Lấy được đến đoạn này là coi như xong rồi. Cầm cái hạt giống rồi vào mở cửa thôi. Ok, ở đây có cả một cái hạt giống lôi. À, có cả một cái lôi thần đồng nữa. Ok. Vị trí của nó ở đây nha anh em. Cái rương hiếm thứ tư là rương khiêu chiến với lò luyện Mikage. Thì cái khiêu chiến này mình thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà không biết có anh em nào giống như mình không. Tức là mình thấy mấy khiêu chiến mình rất lười chơi luôn. Cảm giác nó không mất thời gian thế nào ấy. Ngay cả Montage với Liyue nhưng vẫn còn vài khiêu chiến là mình không đánh hay sao ấy. Ok. Thì cái khiêu chiến này là nó sẽ gọi là ba con Mitachu của anh em. Hệ lôi nó rất là to. Và mình nghĩ anh em nên lôi hết cả những con hệ hỏa ra, đập khiên của nó cho nhanh. À, khiêu chiến này thì mình cũng nghĩ là nó cũng hơi khó đấy, bởi vì ngoài việc bọn bò mộng nó rất là trâu, đánh thì nó còn nổ văng các kiểu.
ra thì nó còn hút máu nữa. Chỗ này là chỗ rất là khó chịu luôn. Chỗ lò luyện này nó sắp được giải rồi anh em ơi. Xavier sắp giải xong rồi. Ok, tiêu diệt xong thì nó hiện ra cái rương hiếm ở đây. Chúc mừng anh em. Ok anh em ơi, mình sẽ hướng dẫn anh em lấy mấy cục lôi thần đồng rắc rối. Thì như mình đã nói ở đầu video á, tức là khó dễ thì nó tùy mỗi người thôi. Mình nói nó khó thì nhiều anh em bảo nó dễ, mình bảo nó dễ thì nhiều anh em bảo nó khó. Nên là rất là khó để có thể thống nhất được. Cho nên mình đã bảo rồi, đó là thêm bước thì tính là khó ha. Ở đây là cần có phải giải đố thì mới lấy được cái cục lôi thần đồng ở đây. Đây là cái cục lôi thần đồng của anh trại Kuzo. Ở đây nó chỉ có 3 cái trụ thôi. Nếu anh em chơi kiểu chém hoài rồi nó cũng mở được. Nhưng mà đây mình hướng dẫn anh em cách mở không não dễ nhất. Đầu tiên là anh em nhìn nó pattern nó như này, 1, 2, 3. Thì nếu như nó không giống này thì anh em lúc out, lúc in nha. Mình chém cục giữa này. Sau đó mình chém cục bên phải cho nó thành 3 chấm. Ok, mình chém cục trên này. Xong. Sau khi giải xong thì cái anh đào đây nó sẽ có điện mà anh em sẽ dùng nó để bay lên nhận cái cục lôi thần đồng ở đây. Nhiều anh em bảo mình là dùng dung ly cắm cọc thì nó cũng mở được, nhưng mà vấn đề ở đây là mình hướng dẫn thì mình không bảo là anh em dùng dung ly mở xong rồi sẽ có hàng chục comment nào nó không có dung ly thì sao, rất là mệt mỏi. Cái tiếp theo đó là cục lôi thần đồng ở trên hốc đỉnh núi ở cái lò luyện Mikage. Thì vị trí trên video nha anh em. Đây, nó trên hốc đỉnh núi này. Thì cái cách lấy của nó thì đơn giản là bình tĩnh và sử dụng gà hoa ngọt thôi. Anh em leo lên một cách từ từ chứ đừng có dash lên, không được ấn space hay là nhảy lên. Cứ leo từ từ theo cái video của mình như này. Nên anh em sử dụng những con mà nhiều máu ấy. Con nào càng nhiều máu không tốt, Bara full HP hay là con gì đấy trên 30-40.000 máu. Khi anh em đang bò này mà nó hết máu thì anh em ấn B lên để sử dụng gà hoa ngọt, ăn theo cách thủ công. Còn không hết máu thì anh em cứ bò như thế này. Ở đây thì cứ có bình tĩnh thôi, chứ mà nếu mà anh em ấn space rồi đát các kiểu là hỏng ngay. Đi leo thì thể lực nó không hết quá nhiều thôi anh em ạ, chỉ quan trọng là máu thôi. Máu thì mình đã chỉ anh em rồi, sử dụng thức ăn. Ở đây túi thức ăn thì không dùng được, thì chúng ta có thể dùng thức ăn ở trong cái phím B hoặc là trong túi thức ăn cho chọn nhân vật để ăn. Ok, đoạn này thì nó hơi mẹo một tí, cần rẽ qua cái cục đá ở đó. Cái đoạn này cũng không cần nhảy nha anh em, anh em cứ bò thôi. Đó, nó đứng sát vách núi anh chạm vào là được. À, vị trí của nó đây nha, chúc anh em thành công nhé. Cái tiếp theo đó là cái lôi thần đồng trong cơ quan ở trại Kuzo. Thì cái này nó cũng không phức tạp anh em ạ. Anh em chạy lấy cái cục trụ điện ở đây. Nó có 2 cục. À có 1 cục thôi, mình nhầm, có 1 cục thôi. Chạy 1 cục ở đây. Sau đó nối trung tâm là được, sau đó anh em chạm vào cái cục lôi, biến bản thân thành một cục dẫn điện là ok. Cái này thì đoạn này thì mình tạm dừng video một chút nha anh em. Cái cục lôi thần đồng ngoài biển này ấy, thì khi mà anh em bay ra đây nó sẽ không có cảnh anh đào, và cái anh đào nếu có thì nó sẽ không hoạt động, nó chỉ có mấy cái cục hồ ly thôi. Cho nên là anh em cần phải làm cái quét hồ ly để nhận được cái kính chiếu vào những cái tượng hồ ly, giống trong quét lễ thần anh đào á. Khi anh em chiếu vào tất cả những con hồ ly ở trên cái đảo nhỏ này rất dễ tìm thì anh em sẽ giải được thôi. Cái đoạn này thì lúc đấy mình quay video xong rồi mình xếp lại thì không hiểu sao nó bị mất cái đoạn đầu. Nó chỉ có cái đoạn mà mình bay lên để lấy cục thần đồng thôi. Ác phụ của mình thì nó lại chưa có cái kính chiếu vào cái tượng hồ ly. Đây là anh em thông cảm dùng mình nha mọi người. Ok, cảm ơn anh em. Cục lôi thần đồng tiếp theo đó là cái cục lôi thần đồng ở trên sông hay là cái vịnh, cũng chẳng rõ nữa, ở dưới rừng Jinju. Thì cái cục lôi thần đồng này anh em cần phải đến cái bến tàu. Anh em đến đấy là thấy ngay mà. Ở đây nó có mấy con, 3 con tinh linh. Anh em chỉ cần tìm cách lùa con 3 con tinh linh này về trong cái đảo ở giữa là nó sẽ kích hoạt cái cơ quan. Sau đó anh em có thể bay lên để lấy được cái cục lôi thần đồng.
Ở đây thì khi mình lùa con ma thứ nhất về thì nó khá là dễ thôi, vì nó ngay ở cái bến tàu thôi. Con thứ hai thì nó nằm trong một cái phong ấn. Phong ấn thì nó cũng yêu cầu level khá là cao, nhưng chúng ta có thể sử dụng cái cơ quan ở đấy để có thể phá cái phong ấn đi. Mỗi lần về như thế này thì nó sẽ cho anh em một cái gương. Ok. Khi mà anh em muốn tìm một con ma ở trên cái tượng thì anh em đứng cạnh cái tượng đấy và dùng góc nhìn nguyên tố là nó sẽ chỉ hướng vào con ma. Cái này thì mình nghĩ nhiều anh em biết rồi ha. Nó sử dụng từ hồi chơi ở Montage và Lijue lận. Ở đây có cái phong ấn, nhưng mà nếu mà cấp độ vào không vào được ấy thì anh em sử dụng cái thường là cấp độ sẽ không đủ, anh em sẽ sử dụng cái kính chiếu chiếu vào con hồ ly nhỏ này, làm cái phong ấn nó sẽ biến mất. Ok, chúng ta lùa con ma như bình thường thôi. Con ma thứ ba này nó hơi đặc biệt hơn một chút, đó là nó chẳng có cơ quan gì cả. Mình thấy nó chỉ đậu trên vách đá thôi. Nhưng mà gần đấy thì nó lại có một cái giải đố. Và mình sẽ chỉ anh em cách giải đố không não cái mấy cục Rubik ở đó nha. Nếu mà anh em thấy anh em đã ấn sai cái cục Rubik ấy, thì anh em nhớ lock out, lock in lại để nó reset nha mọi người. Đây, con ma thứ ba nó nằm ở gần cái mấy cục Rubik này. Cái đoạn này nó hơi bựa một chút, mình chém cục bên phải này thành ba chấm, sau đó mình đứng ở giữa hai cục này, mình chém cả lúc cùng lúc hai cục nha, nhớ anh em chém cùng lúc hai cục ạ. Đó, anh em thấy phải chém cùng lúc hai cục thì nó mới nhanh. Ok, vị trí của nó ở đây nha mọi người. Sau khi giải xong, tiện thì giải thôi, ở đây anh em sẽ được thêm mấy cái cục ấn lôi, hai cục khá hợp lý. Trèo lên vách đá để lùa con ma thôi. Cái đoạn này là giải xong rồi anh em, nó không còn cái gì đâu, chỉ là anh em bay lên thôi. Chúc anh em thành công nha. Bây giờ là cục lôi thần đồng dưới biển, nó ngay gần cái thành thị của Inazuma ở đây thôi. Anh em dựng cột hay là lái thuyền hay là bay ra đều được. Mình sẽ bay ra cái đảo và mình sẽ tua nhanh nha anh em. Cái này thì thực sự là theo mình là nó không khó thật, nó chỉ trôn thôi. Cục này khá là trôn anh ạ. Chúng ta thấy nó lấp, nó ở dưới mặt nước mà bơi ra thì chân lại không chạm tới, cả cái ngon cao nhất. Muốn lấy nó thì chúng ta cần phải nhảy xuống biển. Ở đây nó có sẵn cái hành đào cho chúng ta bay lên, để chúng ta dùng phím T bay lên nữa. Khi bay lên thật cao, anh em hướng xuống cái cục lôi và thả rơi tự do thôi. Đoạn này mình nghĩ lúc đầu là hay là chết luôn cũng được, nhưng mà không anh em ạ. Nó chỉ chạm tới cục lôi thần đồng thôi. Ok, đây là mấy cục lôi thần đồng cho mình là nó cần thêm bước để có thể lấy được. Còn rất nhiều cục khác nữa, có thể là mình đã quên không lưu video hoặc là sao đấy, nhưng mà mình nghĩ những cái video về hướng dẫn lôi thần đồng chắc là cũng có rất nhiều. Nếu anh em thấy còn thiếu sót phần nào thì thông cảm giùm mình nha, và để lại bình luận nha. Cảm ơn anh em đã xem video, cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của mình. Nếu anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một đăng ký nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Chúc cả nhà thành công, bye bye.